Thưa quý vị, cũng tại trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng thì vừa chính thức diễn ra ngày hội công nghệ thông tin thượng niên lớn nhất tại Việt Nam, DevDay 2023. Đây là một trong những sự kiện về công nghệ thông tin thường niên lớn nhất tại Việt Nam, thu hút 45 công ty trong và ngoài nước về tham dự. Có rất là nhiều khu để em có thể tham gia và ngoài những này.